Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm đôi sao cây kiển trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Đôi Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô cúc thọ hương ghép phơm mai tàn, tàn lớn luôn cô chú anh chị ha. Cho cô chú anh chị mình về sưu tầm lấy bo được liền luôn ạ. Dạ kính mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ clip khai trương đầu năm của Thúy Hằng nha cô chú. Địa điểm Thúy Hằng thì ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Rồi em chúc cô chú mình năm mới vạn sự như ý, xem clip vui và chọn được giống mai chơi Tết năm sau cũng như là mình sưu tầm giống hả cô chú ha. Rồi em xin phép được vô clip luôn ạ. Rồi cúc thọ hương nha cô chú anh chị, lấy bo phủ phê luôn ha, cái tàn chà bá lửa luôn, hàng già mùa nha cô chú anh chị. Tới bây giờ mà vẫn còn ôm nút nụ nữa nha cô chú. Này mình lấy bo xong rồi mình dưỡng lại năm sau mình chơi Tết là ngon lành luôn nha. Cái chột ghép thì nó to cửa ngón chở ngón út luôn à. Dạ, tàn thì kín mít nha cô chú anh chị. Rồi em vô clip luôn cô chú ha. Chào em Thúy Hằng ơi. Dạ em xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay thì em khai trương trở lại thì đầu năm mới em cũng xin kính chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài ha cô chú anh chị. Dạ rồi thì cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em clip đầu tiên ha. Số điện thoại của em là 0939099607, đó cũng là số Zalo của em luôn ha cô chú anh chị. Rồi em xin vào clip mã số hôm nay là mã số 1 ha cô chú anh chị. Là cây cúc họ Hương ha. Hôm nay thì em có về được 20 cây cúc họ Hương ghép phong mai tàn như vậy ha cô chú. Rồi đầu clip là một cây thọ hương. Cây này về em cho cô chú anh chị mình lấy bo thoải mái luôn ha. Này lấy bo mệt xong nghỉ vô lấy tiếp. Rồi bo già lên da lương hết trơn rồi cô chú anh chị. Tàn thì kín mịt luôn ha. Có đế luôn ha cô chú anh chị, mai tàn mà có đế luôn ha. À, cái này chi cành khích gịch luôn á cô chú. Cái chột ghép nó to cỡ từ cái điếu thuốc ăn lên ở tới út ha. Cái này em ghép gần 2 mùa ha cô chú anh chị. Thoát thân thấp, đế đều luôn á cô chú anh chị. Rồi chị xin số đo luôn nha. Dạ hoành 22. Dạ 22 hoành. Chiều cao là 1m36. Tán ngang là 1m25. Dạ rồi cây mã số 1, cây cúc họ Hương này em xin báo giá là 4.200.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ 4.200.000 nha cô chú. Rồi cái tàn này nhìn mê ly luôn á cô chú, tàn dày ha. Chơi Tết mình lấy bo xong dưỡng lại năm sau chơi Tết là ngon lành luôn á cô chú anh chị. Rồi chị đỡ luôn ha. Mã số 2. Mã số 2. Cây này thì cúc họ Hương luôn ha cô chú anh chị. Quá trời tàn luôn, tàn này về lấy bo không biết bao nhiêu bo mà nói luôn á cô chú ơi. Cô chú mình cần số lượng bo nhiều quá thì mình chọn mấy cây tàn như thế này ha. Lên da lương hết trơn luôn mà còn đang ôm nụ luôn á cô chú anh chị. Vàng xương chi cành thiệt dày kín mịt luôn ha. Cúc thọ hương ghép phơm tàn mà có được cái tàn cúc như thế này thì quá trời ok nha cô chú. Đế nở luôn. Hoành là 21. Rồi, 21 hoành. Chiều cao 1m50. Tán ngang là 1m25. Dạ rồi mã số 2. Cúc họ Hương 3.500.000 ha. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ cây này phơm cao hơn cây nãy hả cô chú, nhưng mà cái tàn chà bá lửa luôn ha. 3.500.000. Dạ. Mình nói luôn nha. Dạ mã số 3. Dạ mã số 3. Cúc họ Hương luôn ha cô chú. Dạ cây này cái tàn nó tròn như chấp banh luôn thôi chứ. Tàn hùm lùm luôn cô chú anh chị. Tàn rất là dày luôn ha. Một cây mai tàn này mình ghép chắc cũng cỡ khoảng mười mấy, hai mươi mấy bo á cô chú. Cái chọt ghép của nó cỡ từ điếu thuốc với lại nó từ Úc có hết ha. Đúng rồi, em mời hai cô chú. Một cái lù. Hoành 18. Dạ, cây nào cũng có đế đều nha cô chú anh chị. Cao 1m3. Tán ngang 1m3 luôn cô chú ơi. Rồi cây mã số 3,
Cúc họ Hương này em xin báo giá là 3,2 triệu ha. Dạ, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Cây này toàn tròn do lấy một cây như vậy là vài trăm bo luôn cô chú anh chị. Mình mua thì bên em sẽ bỏ chậu quấn bầu rồi đóng kiện gỗ cho cô chú anh chị ha. Hàng đi rất là ok, cô chú anh chị yên tâm ha. Em bó tàn gọn lại rồi em đóng kiện gỗ. Dạ. Rồi mình đợi luôn ha. Mã số 4. Mã số 4 ha cô chú anh chị. Rồi, cũng là dán trực tàn thông luôn quý cô chú anh chị. Cái này em thả tàn tự nhiên cho cô chú anh chị mình lấy bo hay làm giống ha. Chứ nếu mà vô tàn cái là nhìn vô gian cái là nhìn cây đẹp dữ lắm, đẹp luôn ha cô chú. Bo già hết rồi, đang ôm nụ nha cô chú. Cây này mình ghép mười mấy hai mấy bo luôn ha, cái thóc thân thì thấp chủng luôn cô chú anh chị. Hoành 21. Đế là có đế nở ha. Cao 1,5 m. Tán ngang 1,8 m. Rồi cây mã số 4 họ Hương 3,5 triệu ha cô chú anh chị. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ 3,5 triệu. Cây này như một cây mai tàn riêng vậy đó cô chú anh chị. Cái tàn dữ lắm, tàn luôn ha. Lấy 300-400 bo luôn. Rồi mình đổi ha. Dạ tiếp theo là mã số 5 ha cô chú anh chị. Cúc họ Hương luôn, quá trời cái tàn, khích nghịch luôn cô chú ơi. Tàn là bao phê luôn ha. Bông nó rất là chuẩn luôn á cô chú anh chị, bông bự ha. Chùm chùm. Cái tàn dày nha cô chú anh chị, cây này chắc ghép khoảng 20 mấy bo luôn á cô chú. Hơn luôn á. Này có đế ha cô chú anh chị. Đế nở ha. Ghép vô mai tàn mà có đế luôn nha cô chú. Hoành 20. Củ nở 23. Cao 1,35 m. Tán ngang 1,2 m. Rồi mã số 5 cây cúc họ Hương này em báo giá là 3,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ 3,5 triệu nha với cô chú anh chị. Rồi cô chú mình nhận cây thấy cái vương tàn là thấy muốn mua thêm rồi đó cô chú. Mình mua cây bự mình lấy bo được nhiều rồi mình để chơi Tết luôn cô chú anh chị ơi. Bông đẹp rực rỡ luôn ha. Rồi mình đợi luôn ha. Rồi mã số 6 là cây cúc họ Hương ha cô chú anh chị. Quá trời cái mâm tàn luôn cô chú anh chị ơi. Như cây thông Noel. Đây là... Cây này là đế nở luôn ha cô chú anh chị. Bà chủ ra sao là không thấy đâu luôn nha. Này em ra sao không thấy em. Quá trời cái tàn luôn nha cô chú. Rồi. Cây này đế đẹp cô chú anh chị ơi. Trong lô mai này cây này là đẹp nhất ha. Rồi đế nở nè cô chú anh chị nha. Đó, thóp thân rất là thấp, nhìn cây lực cây lắm nha cô chú. Rồi. Rồi, hoành vị trí 25. Củ nở 32. Dạ, cô chú mình xem cái thằng phân tàn ha, rất là dày. Cao 1,4 m. Một cây này mình ghép chút khoảng 30-40 bo nha cô chú. Tán ngang là 1,25 m. Dạ. Cây này về cô chú anh chị mặc sức lấy bo luôn ha. Rồi mã số 6 cúc họ Hương này em báo giá là 4,5 triệu ha. Dạ, 4 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Cái này về cắt bo được liền luôn á cô chú anh chị. Quá trời luôn. Rồi chờ mã số 7 ha cô chú anh chị, cúc họ Hương luôn ha. Chính dạ. Cúc Thọ Hương ghép vơm mai tàn nha cô chú. Mà cái tàn nhìn đi. Rất là phê nha. Tàn thông một cốt luôn á cô chú. Hàng này của bà chủ úm lại à. Dạ. Đúng rồi, qua Tết này thì kiếm một lô như vậy thứ hai cũng hơi khó ha cô chú anh chị. Hàng bà chủ giấu lắm. Hàng em giấu lại để bán qua Tết mà. Rồi, để đấm là ok luôn ha. Hoành 23. Dạ 23 hoành. Chiều cao là 1,4 m. Tàn ngang 1,15 m. Rồi cây mã số 7 em báo giá là 3,1 triệu. Cúc họ Hương ha cô chú. Dạ. Em bao ship cho cô chú luôn. Rồi 3,1 triệu nha cô chú anh chị ha. Dạ. Cây này thì lấy vài trăm bo là êm lắm rồi cô chú anh chị, ngon lành ha.
cái chọt ghép của mình là một cây mình lấy khoảng tầm 400-500 bo luôn á cô chú anh chị. Sang năm sau chơi Tết ngon lành luôn ha. Rồi chị đổi luôn ạ. 8. Rồi số 8. Mã số 8 cúc họ Hương ha cô chú anh chị. Cô chú mình thích cái form lùng lực thì mình chọn cây này cô chú anh chị ha. Rồi, đang sung cây nên ra một số mặt bông gió chuẩn bông cho cô chú mình sưu tầm giống luôn nha. Mình muốn chơi bông rồi về lặt lá chơi gầm luôn cô chú anh chị. Quá trời nụ luôn. Chi cành đều đế, cây này có đế nở nha cô chú anh chị, tóc thân thấp luôn. Rồi. Hoành 23. Cao 1m1. Tán ngang là 1m15. Rồi cây mã số 8, cây cúc họ Hương này em xin báo giá là 2.900.000. Yeah. Em bao ship cho cô chú anh chị ha. 2.900.000 nha mấy cô chú anh chị. Rất là già quá ha. Rồi chị đổi luôn em. Rồi tiếp theo là mã số 9 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 9 cúc họ Hương luôn cô chú ơi. Cây này đế cũ rất là đẹp luôn nè cô họ chú. Họ Hương ghép form tàn mà tàn dày. Tàn này ghép khoảng chừng 20 bo lấy lên luôn á cô chú. Chi cành đều luôn nha, đế có đế luôn á cô chú. Ghép form tàn mà đế ha. Rồi chị xin số đo luôn em. Cũ 22, hoành 18, dạ. Cao 1m50, tán ngang 1m26, mã số 9 em xin báo giá là 2.800.000 ha, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ, cái tàn lấy bo phủ phê luôn cô chú anh chị. 2.800.000 mã số 9. Dạ. Dạ. Mã số 10. Mã số 10 ha cô chú anh chị. Rồi cây này thì có thoát thân nha cô chú anh chị, form tàn thì mình nhìn là đế nở luôn nè cô chú anh chị. Ok luôn ha. Tàn thì dày mo luôn cô chú ơi. Đế cũ nở luôn nha. Thoát thân nha, thấp. Còn cái dàn xương chi cành là ngon lành nha cô chú. Hoành 21. Cũ 27. Thoát thân 24. Cao 1m50. Tán ngang 1m32. Rồi cây mã số 10 cúc họ Hương này 3.600.000 ha cô chú anh chị. Yeah. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 3.600.000, cái tàn dày mịt luôn nha cô chú. Mình lấy dài trăm bo là ok luôn ha. 3.600.000. Mã số 11. Mã số 12 chị. À, 10. Ủa 10, 11 hả? Mã số 11 ha cô chú anh chị. Trời, cái tàn tròn do quá luôn trời, cô chú cái tàn chị. Luôn cô chú anh chị à. Em ôm một ôm luôn á cô chú. Rồi cái tàn dày lắm cô chú. Mà chán chật luôn cô chú anh chị à. Cái chọc ghép cũng thừa, nếu thuốc ăn lên ngón tay út ha cô chú anh chị. Có cái bự không? Ngang trở luôn nha. Hoành 20. Dạ, 20 hoành. Cao 1m43. Tán ngang là 1m3. Rồi, mã số 11 cúc họ Hương 3.600.000 ha. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ, 3.600.000 nha quý cô chú. Tàn nhìn chịu không tàn hùm lùm luôn cô chú anh chị ơi. Này mà Tết mà chơi bông cái là gật gỡ luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, mã số 12. Mã số 12 ha cô chú anh chị. Cây này tàn là cây này đế củ nở luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, ghép form tàn đế củ nở cô chú anh chị, cái vàng xương chi cành bỏ đều luôn nha. Rồi, chị xin số đo luôn em ha. Hoành 25. Rồi. Củ 30. Cao 1m4. Tán ngang 1m2. Rồi mã số 12. Cây cúc họ Hương này em xin báo giá là 3.000.000
3.700.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Dạ 3.700.000. Cái chậu ghép ở trên này to dữ lắm mà cô chú nó mua liền luôn ha. Rồi một cây mình lấy 4-500 bo là ok luôn đó cô chú. Rồi mã số 12 3.700.000 cúc tờ hương. Chị đổi luôn nha. Dạ mã số 13 là cây giảo hữu đức ha cô chú anh chị. Em ghép 5 mùa ha, 5-6 mùa cô chú anh chị. Bo ghép thì khoảng tầm 9-10 xăng luôn có luôn á cô chú anh chị. Dán trực lắc cô chú anh chị nha. Cái chột ghép này em đo cái chột ghép ở trên thôi à, 15 đó cô chú. Dạ, chột ghép 15. Chột ghép bự nhất là 15 ha. Đế đẹp luôn cô chú ơi. Thật thân lắc luôn á cô chú anh chị ha. Không bo ghép. Bo ghép á. Ờ đế thì khỏi chơi cô chú anh chị. Bo ghép á. Đế này sáu mùa mà. Rồi. Giờ đâu hoành đi. Hoành 32. Khỏi cũ đi dữ. Dạ. Tuôn mắt luôn. Cao 1m7. Tán ngang 1m5. Rồi mã số 13. Giả hữu đức 5.500.000 ha cô chú anh chị. Bao ship 300 cho cô chú anh chị. Cây phơm cao ha cô chú mà dán trực lắc luôn ha. Tàn thì kính mịt luôn. Rất là già mùa luôn á cô chú anh chị. Này về lạc lát chứ. Chơi gầm luôn cô chú anh chị. Hàng già mùa luôn cô chú ha. Cái cốt ở trên này nó muốn liền mặt ở trên này luôn ha. Ôi tết cây này mà chơi để phần phía trước chơi tết là êm lắm luôn. Rồi chị đổi luôn ha. Dạ. Mã số 14. 14. Cúc, em xin lỗi, giảo hữu đức ha cô chú anh chị. Ghép 6 mùa. Dạ, phơm lùng lực nha cô chú anh chị. Cái tàn tàn như cái mâm luôn. Cái vàng xương chi cành thì đã lợp đều hết trơn rồi nha cô chú. Hoành 29. À. Củ 38. Rồi dạ. Chị sẽ ra chứ. Mấy cây này nè. Cao 1m2. Dạ. Tán ngang là 1m35. Cái cốt chà bá lửa luôn rồi cô chú anh chị. À, vàng xương chi cành lợp đều hết trơn luôn ha. Rồi cây này về mình giữ lại sang năm sau là nhất nách luôn. Rồi mã số 14 ha cô chú anh chị. Mã số 14 em xin báo giá là 2.900.000 ha. Dạ, 2.900.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ, mã số. Mã số 15 ha cô 15. Chú anh chị. Giả hữu đức ha. Cây này cũng một cốt bông đẹp lắm luôn cô chú anh chị ơi. Bông bự luôn ha. Đang có mặt bông luôn cô chú. Bên này chắc nở mấy ngày luôn rồi. Nở mấy ngày chị nè. Giả thu đức thì bông truyền thống nên cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cái này chắc ghép cũng 5-6 mùa em ha. Dạ, chung lô luôn á chị. Rồi đế đấm là ok nha cô chú anh chị. Hoành 28. Rồi chị xoay nha, né né. Dạ cao 1m4. Tán ngang là 1m4 luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi mã số 15 cây giảo hữu đức này là cũng là 2.800.000. Cây này là 2.800.000 ha cô chú anh chị. Dạ, em ba ship cho cô chú anh chị luôn. 2.800.000 mã số 15. Dạ cây mã số 15 cũng là cây cuối clip của em ha cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Mình liên hệ giúp em qua số điện thoại 0939099607. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Địa chỉ vườn của em là cầu bờ kè quốc lộ 91B thành phố Cần Thơ ha cô chú anh chị. Em mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Dạ rồi em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang luôn ạ.